Hello anh em, thì hôm nay mình cập nhật cái cửa hàng mình cho anh em xem là mình đang có những con xe gì cho anh em quan tâm ha. Mình quan tâm thì mình biết hơn. Bên đây là con Z1026 nha. Ở giữa là con Z1027 phiên bản AG Edition phiên bản đặc biệt nha. Bên bên phải là Z1028 phiên bản đặc biệt. Con này là Z1026 phiên bản Candy nha. Con Candy này là phiên bản đánh dấu 26 nè, phiên bản như màu đặc biệt của nó. Và hai con 26 này được cái nồi cải tiến nè, búp con nhẹ và đi nó gịch nha, nó rất là ngon hơn cái đời 215 chở trước nha. Con 215 trước thì cái nồi nó chưa cải tiến, nó không ngon bằng 26. Bắt đầu 26 nó bắt đầu cái nồi nó mới thành công. Thì con này nó có là kính chắn gió đồ chơi nè, xi nhan led đồ chơi nè, bình dầu Vioma đồ chơi nha, chống đổ, bảo vệ lốc máy, ốc ốp sườn và bát biển số đúc gầm, inox, đèn tín hiệu xi nhan nha. Cái xe này đều zin đủ hết nha. Anh em mua xe mình quan tâm đừng không hoàn quan tâm cái điều đó ha. Bên mình là một là bán xe hải quan chính ngạch và bao cuốn hồ sơ, và hai là đồ zin còn đầy đủ, mấy anh em yên tâm rồi đó ha. Quay con này luôn. Con này ở đâu đó là 9848 cây nha. Anh em thông cảm nha, giờ là ban đêm cho nên mình không có thể đề cái máy được, anh em thông cảm nha. Ngày mai em sẽ làm cái clip thử bô cho anh em xem. Và tiếp theo là con Z1027R phiên bản đặc biệt nha, Edition nha. Thì con này thì nó có ốp carbon đây nè. Rồi đèn xi nhan led hai chiều. Ở đây carbon luôn. Bảo vệ lốp má. Ở cái này chống đổ thân xe. Cái con này cũng có cái này có kính gù. Khá phong cách nha. Cái con này cũng có bản số đúc gầm và đèn tích hợp xi nhan luôn nha. Chạy xe mình con nào mình cũng làm bản số đúc gầm, mình tặng đồ chơi sẵn cho anh em hết. Con này là 6180 cây nha. Ốp carbon trên đây luôn. Nắp bình xăng mới cáo luôn, chưa chóc nha. Chìa khóa mới cáo luôn. Con 27 này là biển số Sài Gòn nha. Ok, còn con 218 này mình tạm thời mình chưa bán, anh em thông cảm ha. Cái con này mình chưa bán cho nên mình không cập nhật nó. Anh em sau này khi nào bán mình sẽ làm clip riêng dành cho nó. Con 217 này bảo vệ các nước nha. Bảo vệ các nước CNC cực kỳ chắc chắn nha không? Dành luôn. Con 216 này cũng vậy, bảo vệ các nước luôn, CNC luôn. Con gỗ zin còn nguyên nha. Cái chỉ còn nè, cái chỉ còn là chứng tỏ này là anh chủ xe này là không có chạy tua ha. Thường chạy tua nó sẽ ăn vô tới đây, còn những người chạy cứng này sẽ ăn vô tới đây luôn. Những người mà chạy mà ôm cua điêu luyện nó sẽ ăn còn khoảng 1 phân thôi, còn mà chạy tua ít nhất có từ 2 phân, còn phải từ tới đây. Xe mua dành đi chợ thôi, dành uống cà phê thôi. Cái con Z1026 này là đang ký cửa hàng nè. Nếu mà nào mua con 26 này chỉ cần photo chứng minh và photo cái hộ khẩu nó cho mình thôi, mình sẽ xuất qua đơn ngay tên đó, sẽ rút hồ sơ ngay tên đó luôn, không cần phải quan tâm cái gì mà phải đi ký ha, không cần phải đi ký. Cửa hàng sẽ xuất cái tên mình luôn. Rồi lúc đó mình sẽ chỉ cần đi đăng ký tên như xe mới thôi, không cần phải lo lắng gì hết á. Cái con 27 này là được cái phần ổ lình nha. Cái phần ổ lình này thì
mình chạy mà mình đi ngoài đường mà ví dụ như mình đi cái đường mà nó nhòi quá, mình cứ xả nó ra nửa vòng. Nhưng ví dụ như mà mình đi một mình đi, mà mình đi tốc độ cao đi, thì mình cứ siết nó vô đi, siết vô, xong mình siết vô là cái bánh nó sẽ càng, cái phở nó càng cứng thì cái bánh nó sẽ càng bám đường nha. Thì lúc đó mình vô cua nó sẽ tự tin hơn. Còn khi nào mình đi bình thường á mà muốn im dịu đó thì mình cứ xả ra, mình cứ xả nửa vòng, còn không thấy mà chưa mềm nữa mình xả thêm nửa vòng nữa. Khi mình xả khi nào mình thấy cái độ nhồi đó mình hợp lý thôi. Nhưng mà mình chia sẻ anh em ha, là cái này mình chạy ngoài đường mà đường nhồi đó hay những dốc cầu đó mà nó tưng đó, là mình xả này ra là mình chạy giống hệt như là mình đang ngồi xe hơi, nó mềm lắm. Nó cảm giác hưởng thụ, nó phục vụ mình ghê lắm. Và cái thắng gimbal này nè là cực kỳ ăn luôn. Bữa mình lấy về mình chạy thử 1.1, 1.2, mình đi đường mà quốc lộ 1 á, mà đang chạy mà có những cái tình huống mà nó bà con mà lấn xăng á, lấn cái len mình á, là mình thắng cái, mình thắng mà trẻ cái là hết luôn, không có cần phải sợ, không có cần phải lo lắng hết nha. Mình đang nói về cái đồ chơi thôi nha, còn cái thắng bên đây cũng không phải là tệ nha. Cái thắng mô tô là không cách nào, không ai nào tệ chứ, nếu mà tệ là không bao giờ nó phục vụ được cái xe mô tô nha. Tại một xe mô tô là những cái xe phân khối lớn chạy với tốc độ cao, mà nếu mà nó có những cái bộ phận nào mà làm gì không tốt là ảnh hưởng tới mình liền, cho nên em không cần quan tâm gì đó ha. Cái xe mà nó không có trang bị đồ chơi đi chăng nữa, mình chạy cái thắng nó vẫn ngon hơn cái xe bình thường rất là nhiều. Cho nên mình đừng có sợ mà cái xe mà không đồ chơi rồi nó không ngon bằng xe có đồ chơi, nó không an toàn. Thật sự cái nào nó cũng an toàn hết á, nhưng mà cái nào mình vô đồ chơi nhiều á thì mình sẽ ngon hơn chút xíu. Còn không vô đồ chơi thì nó sẽ làm việc theo chuẩn thôi, nó không gì chứ. Còn nếu mình vô đồ chơi thì nó sẽ là phục vụ mình tốt hơn xíu nữa. À, con 27 nè, nó được cái đồng hồ hiển thị báo số ha, nó ngon hơn xíu. Hiển thị báo số chữ N nè, còn 26 nó chưa có, 26 nó chỉ lên cái nồi thôi. Con 26, con 27 là con 6, 26, 27 là nó cái nồi 18 là giống nhau hết nha. Có một bữa mình chạy con 29 là cái nồi khác thôi. Mấy cái nồi này nó giống nhau hết trơn luôn, y chang nhau hết. Cái máy nó chạy y chang nhau hết. Nhưng mà bắt đầu 27 á, bắt đầu 27 con này nè, là nó mới bắt đầu là nó có hiển thị số, báo số trên đồng hồ. Còn những cái đời này 26 trở về trước là chưa có. Mình nếu mình muốn á, thì mình nên gắn thêm, nó sẽ có đồng hồ mình mua mình gắn thêm đây nè, nó không rẻ lắm, không nhiều tiền đó. Nhưng mà mình khuyên em không nên đụng vào cái xe hay mấy cái phần mềm đó nha. Anh em nên mua xe cho mình chạy thôi, mình có độ thì mình độ những cái như tay con hay là tay thắng hay là heo gì đó, hay là thắng hay là phượt gì đó, hay đậu bô gì đó, ok không sao hết. Nhưng tốt nhất là mình không đụng vô cái máy đó, không đụng vô phần cứng, không đụng vô phần mềm của nó. Tại kỹ sư đã chế rồi, mình không nên nhúng tay vào nữa ha. Mình nhúng tay vào nữa nó có thể ảnh hưởng tới con xe của mình đó, mà khi mà xe gặp rắc rối rồi mình mệt lắm. Ok, anh chị anh em nha, anh chị anh em đã xem clip mình nha, mình chỉ quay tới đây thôi. Anh em cũng hiểu về cái tình tình hình mình đang có xe, những con xe gì vậy, anh em cứ quan tâm thì cứ gọi.